chiều ngày 14 tháng 1 năm 2022, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Văn Thìn, 44 tuổi, trú xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, để làm rõ hành vi đưa hối lộ. Lâm Văn Hưởng, 39 tuổi và Nông Tuấn Anh, 30 tuổi, đều là cán bộ đội trật tự đô thị huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, cùng với hành vi nhận hối lộ. Theo đó, Thìn đã móc nối với Hưởng và Tuấn Anh để mua bán lốt xe, giúp chủ hàng thông quan nhanh với giá từ 100 tới 300 triệu đồng mỗi xe tùy loại, trong bối cảnh hàng ngàn xe container bị mắc kẹt ở khu vực cửa khẩu nhiều ngày qua sau khi phía Trung Quốc siết chặt thông quan để chống dịch COVID-19. Đối với các hành vi thu tiền luật, đội giá thủ tục thông quan hàng chục triệu đồng ở cửa khẩu mà báo Thanh Niên đã phản ánh đầu tháng 1 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 1. Trước đó, báo Thanh Niên đã có luật phóng sự điều tra tình trạng làm luật thông quan ở cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn. Trong bối cảnh dịch bệnh, Trung Quốc hạn chế nhập khẩu hàng hóa qua biên giới, hàng loạt xe container nông sản bị kẹt ở cửa khẩu. Lợi dụng tình trạng này, một số đối tượng đã trục lợi bằng cách thu tiền luật của tài xế, chủ hàng với số tiền hàng chục triệu đồng. Rồi tiền cước, tiền đồ của em sao chị? Có cái bảng kê của tiền luật chưa chị? Cái bảng kê tiền luật có gì đâu, chỉ trừ 10 triệu tiền luật của em thôi. Có gì đâu. Với lại em hỏi thử là do em chạy xe công ty đó thì cái bảng kê đó chị gửi cho em cái, với lại nó có chứng từ hóa đơn gì không chị? Không có chứng từ hóa đơn gì đâu, ở đây chỉ thấy bò thôi, nếu có thể chứng từ cơ. Dạ dạ. Bọn chị là làm cái này có qua công ty hay là gì, chủ lực hay chỉ là bọn chị đang làm cái làm gì có công ty gì đâu. Hẹn. Thì chị cứ ghi cho em một cái tờ giấy qua rằng là bây giờ vị trí cái này bao nhiêu, chi kia bao nhiêu cho em mà được cái gì. Sau khi nhận được phản ánh của báo Thanh Niên, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn nhận định có tình trạng trục lợi ở cửa khẩu. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, lực lượng công an đang vào cuộc điều tra, xử lý các vi phạm. Trước cái phản ánh của báo Thanh Niên thì nhận định của Ban Quản lý thấy rằng là trong cái thời gian vừa qua, trước cái hiện tượng ùn ứ hàng hóa thì cũng có những cái bộ phận của những cái cá nhân làm dịch vụ xuất khẩu hàng hóa nhân cái hiện tượng ùn ứ này thì có những cái động thái để trục lợi. Đấy là nhận định của ban chúng tôi là như vậy. Cái hiện tượng này thì trước đây thì cũng chưa xảy ra. Đây là vừa qua thì liên quan đến cái việc là ùn ứ hàng hóa quá nhiều, và theo đó thì một số những cái chủ hàng, những cái doanh nghiệp thì cứ muốn là được xuất khẩu hàng hóa trước. Do vậy đã sinh ra cái trao đổi với một số những cái cá nhân làm thủ tục hải quan để được là mong muốn là cái hàng của mình được xuất đi trước. Còn trước đó thì cũng chưa có cái hiện tượng này xảy ra. Vâng, cái hiện tượng này nó không nhiều. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo.